Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phúc Trịnh Bất Động Sản. Trong video lần này, Phúc Trịnh muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn chu kỳ bất động sản Việt Nam diễn biến như thế nào từ năm 1993 đến nay. Có thể nói thị trường bất động sản Việt Nam đang ở cuối chu kỳ bất động sản thứ tư kể từ khi luật đất đai ra đời vào năm 1993. Trong video này, Phúc Trịnh muốn chia sẻ, phân tích diễn biến chi tiết các thời kỳ tăng trưởng và suy thoái của thị trường bất động sản Việt Nam, giúp cho các nhà đầu tư có kiến thức tổng quan để quyết định đầu tư phù hợp. Chu kỳ bất động sản thứ nhất từ năm 1993 đến năm 1999. Năm 1993 đến năm 1995 là thời kỳ tăng trưởng. Khi luật đất đai ra đời năm 1993 thì thị trường bất động sản mới được hình thành rõ ràng. Thời kỳ năm 1993 đến năm 1995 là giai đoạn đầu mở cửa của nền kinh tế Việt Nam. Năm 1995 là năm đặc biệt khi đồng thời Việt Nam ký hiệp ước bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập cộng đồng các nước Đông Nam Á, ASEAN. Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mình từ kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường. Điều này đã giúp kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. GDP tăng trưởng trên 9% vào các năm 1995, đó là 9,54%, và năm 1996 đó là 9,34%, khiến người dân có niềm tin tích cực vào thị trường tương lai. Thị trường bất động sản tăng mạnh trong thời gian này. Giai đoạn năm 1997 đến năm 1999 là giai đoạn suy thoái. Vào những năm 1996, khu vực châu Á có dấu hiệu khủng hoảng và thật sự diễn ra vào năm 1997 và năm 1998. Vì mới trong giai đoạn mở cửa, với độ mở cửa chưa cao nên kinh tế Việt Nam không bị cuốn vào vòng xoáy của khủng hoảng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tiền tệ này đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. GDP năm 1999 giảm chỉ còn 5,8%. Thị trường bất động sản cũng rơi vào giai đoạn suy thoái năm 1997 đến năm 1999. Chu kỳ bất động sản thứ hai từ năm 2000 đến năm 2006. 2000 đến 2002 đó là giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ bất động sản thứ hai. Vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế. Đặc biệt vào năm 2001, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt. GDP đạt 6,79% đến 6,89% và 7,04%, 7,24% lần lượt ở các năm 2000, 2001 và 2002. Thị trường bất động sản đã chuyển mình vào năm 2000 và tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2001 và 2002. 2003 đến 2006 đó là giai đoạn suy thoái. Sau đó thị trường bất động sản bùng nổ thì thị trường chậm lại. Thị trường ghi nhận 2003 giao dịch thành công giảm 28%, 2004 giảm 56% và năm 2005 đó là giảm 78%. Chu kỳ bất động sản lần thứ 3 từ năm 2007 đến năm 2013. Năm 2007 đến năm 2009 tăng trưởng. Sau 4 năm thị trường trầm lắng. Đồng thời năm 2006 Việt Nam chính thức tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng sốt vào năm 2007 đến năm 2008. Giá đất được thổi lên cao vượt qua khả năng mua của đa số người dân. Lạm phát từ năm 2008 lên đến 22%. Năm 2009 đến năm 2013, giai đoạn suy thoái. Giữa năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra làm cho nền kinh tế một lần nữa lao dốc, kéo theo chu kỳ thoái trào của thị trường bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình trạng nợ xấu, tăng vượt, lạm phát những năm 2008, 2012 lên đến 20%. Ngân hàng nhà nước phải thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường bất động sản rơi vào cảnh ảm đạm, đóng băng vào những năm 2011 đến năm 2013. Chu kỳ bất động sản lần thứ tư 2014 đến nay. Giai đoạn 2014-2017 là giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ bất động sản lần thứ tư.
Năm 2012, cơ quan quản lý nhà nước nỗ lực tìm chính sách để kích thích lại thị trường bất động sản. Vào năm 2013, gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ ra đời. Thêm vào đó, năm 2014 bắt đầu cho phép người nước ngoài được sở hữu bất động sản tại Việt Nam, thị trường bất động sản được kích thích tăng trưởng trở lại. Năm 2018 đến nay là giai đoạn là suy thoái. Sau thời kỳ phát triển nóng thì năm 2018 thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại và đi xuống. Nguyên nhân không nhỏ do chính quyền rà soát pháp lý hàng loạt các cái dự án. Đồng thời ngân hàng nhà nước bắt đầu các chính sách siết tín dụng cho bất động sản. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung bắt đầu từ năm 2018 và leo thang đã làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam vẫn giữ được cái mức tăng trưởng 7% trong năm 2019. Tuy nhiên đến năm 2020, tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra là khó dự đoán quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh. GDP Việt Nam được dự đoán tăng trưởng khoảng 4,1%. Đây là mức tăng trưởng kỳ vọng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi nhanh chóng và đạt tăng trưởng 6,8% vào năm 2021. Năm 2021 cũng là năm được rất nhiều chuyên gia bất động sản dự đoán là thị trường chuyển biến tích cực, bắt đầu thực hiện tăng trưởng mới. Lúc đó tại thị trường bất động sản Quảng Ngãi cũng có những sắc thái khôi phục tích cực sau hậu Covid-19, đó là vào năm đầu năm 2022. Nhưng cho đến thời điểm này thì trong nửa năm qua, khoảng 6 tháng qua thì thị trường bất động sản bỗng nhiên là dừng lại. Nói chung là giảm rất là nhiều. Thì tóm tắt cái chu kỳ bất động sản Việt Nam qua các thời kỳ như sau. Thời kỳ tăng trưởng lần thứ nhất đó là năm 93 đến năm 96. Thì các cái dấu mốc ở đây chúng ta sẽ thấy được đó là luật đất đai được ban hành. Nền kinh tế mở cửa làm cho kinh tế đi lên. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm 1995. Gia nhập cộng đồng các nước Đông Nam Á năm 1995. Giai đoạn suy thoái lần một đó năm 97 đến năm 99, đó là khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 đến năm 1998. Tăng trưởng lần hai vào năm 2000 và 2002, hiệp định thương mại Việt Mỹ năm 2001, đó là cái dấu mốc để làm cho cái thị trường tăng trưởng. Và suy thoái lần thứ hai đó là năm 2003 đến năm 2006, đó là cái thời điểm ban hành luật đất đai năm 2003. Tăng trưởng lần thứ 3 năm 2007 đến năm 2008. Cái dấu mốc ở đây đó là Việt Nam tham gia WTO năm 2006. Suy thoái lần thứ 3 đó là năm 2009 đến 2013. Suy thoái nền kinh tế toàn cầu năm 2008. Tăng trưởng lần thứ 4 2014 đến năm 2017. Gói kích thích 30.000 tỷ năm 2013 và cho người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam 2014. Suy thoái lần thứ tư nè, năm 2018 đến nay, đó là rà soát pháp lý dự án và ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung cũng như là chiến tranh giữa Nga và Ukraine và dịch bệnh Covid năm 2020. Vâng, và chu kỳ bất động sản Việt Nam diễn biến từ năm 1993 đến nay đã trải qua là 4 cái giai đoạn tăng trưởng và suy thoái. Thì các thông tin này hy vọng là quý vị chú anh chị và các bạn tham khảo để chúng ta có được những cái kiến thức tổng quan để quyết định đầu tư phù hợp, đầu tư sinh lời trong cái giai đoạn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe kênh của Phước Trình nhé. Nếu bạn có thông tin muốn chia sẻ với Phước Trình thì hãy comment ở phía bên dưới, hãy chia sẻ nội dung này nếu bạn thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.